đường hồ nha, đặc biệt anh ngồi ngồi đường đấy là người bán được nha, có tư ngồi đường hồ thế mà nói là để cái gì bây giờ là mình giờ này mình chỉ cần chụp ảnh thôi chứ cần gì mình ảnh cũng như chủ có cái hình đúng không, chủ đưa lên Zalo là toàn hình đó đưa lên cho đó nhiều cái hình chơi chủ như vậy để chơi chủ những chủ tiên hình đấy hiểu không. Bây giờ đơn giản lên trên đưa lên Zalo cho lên này đó giờ đưa qua Zalo cho người ta lấy ông đang cho mình con là thầy đúng không, chưa nghe nổi hết nên đến đâu lên thôi là hai nữa ôi vậy bên muộn mình nhập vào để trò chuyện nhập vào đâu hả? Tốn là hiền lên rồi. Rồi số kia tại chị lấy số điện thoại em đăng ký Zalo bằng em đăng ký Zalo bằng số điện thoại khác.
Ai muốn tiền? Em đâu có trung tâm đâu vậy á. Zalo của anh là giờ cũng mở được không? Thì chúng ta vào cho mình
Kerja lah orang yang ayam aku kerja aja. Aku ayam aku kerja. Karena ini bocah macam mana kan? Bocah macam mana? 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 Đó. Duy anh chỉ có mà ở ngoài em đang ngô đau vì em với em biết được. Bây giờ em bố nó sẽ lâu quá nó ăn mở em như thế nè. Cái này là đứa lên cho nó là tụi đứa lên bây gã lên phải không? Không phải đâu. Về về hắn. Chị hình ảnh mà hình ảnh mà tải lên kia cho lâu của chủ á. Để chị làm gì anh bẻ bẻ của chủ là sao? Dùng như mọi người mỗi cho lâu dùng cho lâu của em hay không? Anh mới dùng chủ đứa lên chị lên là đứa sao? À, đưa sao? Anh ảnh được cho nó được. Ảnh đâu? Ảnh đâu?
đúng rồi không? Là ai mà lâu thì em ở bên đây không? Và mừng được với cái lâu này có thể lên mà có đăng ký rồi nhưng mà vô lọ vô vô lọ ăn việc luôn tại tại vô gặp nó đi luôn việc luôn à, lâu nay mà cũng việc nghe cô ta nè thật lên cái lô trời em ơi anh của em ơi ở đây mà đây rồi á Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.